Các bạn đừng nhầm lẫn giữa kiếm tiền và xin tiền. Xin tiền là bạn ngồi đây và hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn. Còn kiếm tiền, đó là một sự đầu tư rất là chỉn chu, tỉ mỉ và tinh tế. Bạn không cần biết về thời trang, nhưng bạn phải biết hóa trang để làm công việc này. Như thế này chẳng hạn. Wow, như vậy là bạn đã trông giống một người vô gia cư giả rồi. Nhưng chưa chắc mặc bộ quần áo này bạn đã có thể giả làm người vô gia cư được đâu. Bạn cần phải có một sự đồng đều từ hình thức tới suy nghĩ. Ví dụ như khi được hỏi nhà bạn ở đâu, bạn có thể trả lời như thế này. Thì nhà cô bây giờ ở đâu? Nhà bây giờ hoàn cảnh không có nhà, không cửa ra đây. Để tối ưu hóa thu nhập của mình, thời điểm có đoàn từ thiện xuất hiện là một thời điểm vô cùng quan trọng. Những người vô gia cư giả sẽ rất sẵn sàng cho giây phút này. Họ sẽ chiếm lấy ngay những vị trí dễ nhận quà nhất, tranh giành dữ dội. Quà có hạn mà, quà có giá trị lại càng ít nữa. Nhưng thành quả sẽ là một chiếc xe chở đầy quà như thế này. Wow! Bây giờ có một xe quà rồi, làm thế nào để đổi thành tiền đây? Để Sơn Lâm chỉ cách cho các bạn nhé. Điều đầu tiên là phải vứt ngay các thứ không đổi được ra nhiều tiền. Cháo này, cơm này, những thứ khác sẽ được người vô gia cư giả trở về nhà và bán lại cho hàng xóm. Bạn thấy đấy, cái bạn cần đó là kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Từ đó mới có thể bóc mẽ được những vai diễn này. Với những công thức mà Sơn Lâm vừa mới chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi hy vọng rằng là quý vị đâu đó cũng sẽ cẩn trọng hơn để có thể đặt được niềm tin và tình yêu thương của mình một cách đúng chỗ. Và quan trọng hơn hết, ở ngoài kia chúng ta còn rất là nhiều những người gặp hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Có lẽ là nói đến đây thì cảm giác như chủ đề về mùa đông của chúng ta ngày hôm nay thực sự nó là lạnh lẽo. Buồn nha. Thời tiết, về cả kinh tế, về cả tình thương con người, đúng không? Nhưng thực ra không phải như thế đâu quý vị ạ. À, mùa đông cũng chính là mùa và thậm chí là đôi khi trong những cái câu chuyện tình cảm các cặp lứa đôi, đây là một cái cơ hội để chúng ta có thể xích lại gần nhau hơn, trao tình yêu thương. Quan trọng là mình phải dám nghĩ, dám làm. Khi mình đang F3 chẳng hạn, như là Hà nhé, bây giờ em thử đi ăn ngon nếu có xem. Với sự xinh đẹp của em, anh nghĩ là sẽ có nhiều anh em vây xung quanh, đúng không? Và em phải chuẩn bị một cái tâm thế để đón nhận cái tình cảm đấy của người ta. Ví dụ như là em hãy cố tình mặc không ấm lắm. Lạnh, đấy. Đúng. Em cố tình mặc cái áo hở cổ đi, để người ta có cái khăn người ta sẽ đưa cho em mượn, đúng không? Đôi khi nhá, mặc dù là mình mặc ấm rồi, chỉ cần gọi là mình có một cái tín hiệu ấy. Nay trời lạnh thế nhở? Đấy thì là đấy là tín hiệu của cần một bàn tay, cần một bờ vai, cần một hơi ấm. Trời ơi, đây là mô típ cả đấy. Ôi xuất sắc, ôi là nhiều bài học bổ ích ạ. Mà những cái điều này nhá, nó không chỉ là trong thực tế mà nó còn được chuyển thể vào trong rất là nhiều những câu chuyện trong các bộ phim cơ. Chuẩn, cái này thì em biết rồi ạ. Và thật ra là em cũng đã có tổng hợp rồi nha. Những câu chuyện về những sự ấm áp, tức là sau những ngày đông giá rét này sẽ có những cái tình huống mà đem lại sự ấm áp cho các nhân vật. Nếu ví cảm xúc trong tình yêu như thời tiết thì chắc chắn lạnh hay nóng chính là hai trạng thái phổ biến và thường xuyên nhất. Mà điều này thì chúng ta có thể thấy rõ qua những nhân vật của bộ phim Chúng ta của 8 năm sau. Bắt đầu bằng ông Quảng, một người bố đã tạo nên một tuổi thơ thiếu thốn yêu thương của Dương. Nhưng cũng chính ông Quảng, dù là khi giàu có hay khi phá sản, thì vẫn luôn quan tâm tới con gái theo cách của riêng mình, luôn ấm áp mặc dù đôi khi là không được đáp lại. Bố của cháu. Ăn muộn thế này hơi béo một tí, nhưng mà ăn một bữa không sao con ạ. Mấy hôm nay bố cũng định nói chuyện với con, nhưng đêm nào con cũng về khuya quá. Em làm sao đấy? Hơi trái ngược với ông Quảng, Tùng trong phim lại là một anh chàng nóng lạnh có vẻ thất thường, ngoại tình với người thứ ba ngay trong chính ngôi nhà của mình. Hôm nay lúc anh gọi điện, và khi bị vợ phát hiện lại cương quyết nhiệt tình, không ngừng nỗ lực để có thể níu kéo. Giá mà lúc nào anh cũng yêu vợ như sau khi bị phát hiện ngoại tình thì chắc là mọi chuyện sẽ không như thế đâu. Đi về đi. Dương và Camera đang ở trong phòng đây. Bỏ em ra. Anh xin đây. Chúng lùm em một lát thôi. 8 năm trước hay 8 năm sau, mặc dù công việc áp lực cuộc sống có thể khiến cho Lâm gặp nhiều khó khăn, thậm chí là phải đưa ra những quyết định ngoài mong muốn, thì có một điều duy nhất mà Lâm chưa từng thay đổi, đó chính là tình yêu ấm áp dành cho Dương.
Thậm chí khi mà Dương và Lâm không còn là một cặp thì Lâm vẫn luôn như vậy, vẫn quan tâm Dương theo một cách âm thầm. Cảm ơn Hà. Đấy, cứ Hà mang đến những cái thông tin thôi là thấy được những cái sự ấm áp rồi. Nhưng mà nếu mà xét về góc độ phim ảnh nha, nó đúng phạm chủ quan tâm của tôi ấy, thì cho phép tôi vạch lá tìm sâu một tí. Bởi vì là những cái câu chuyện về tình yêu, về cái sự ấm áp của Hà thì chúng ta ví rằng là như là đón nhận những sự ấm áp của những tiên nắng đúng không? Đấy, nhưng mà để có những cái ngày nắng như vậy thì trước đó chắc hẳn là những nhân vật đã phải trải qua những cái ngày giông bão, những ngày mưa của cuộc đời mình. Mà cụ thể hơn khi mà Hà nhắc đến chúng ta của 8 năm sau, ở phần cuối thì có một cặp đôi cũng đang ở trong cái giai đoạn giông bão. Các bạn có xem phim có nhớ là cặp Tùng và Nguyệt bây giờ Tùng và Nguyệt. Đúng rồi, đang ở trong một cái hoàn cảnh rất là rối ren éo le khi mà đấy, Nguyệt thì đã biết Tùng ngoại tình. Bây giờ câu hỏi đặt ra là tất nhiên mỗi người mỗi cảnh. Nhưng mà trong những cái tình huống mà ngoại tình ấy mà bắt nguồn từ người đàn ông ấy thì khi nào, với những điều kiện nào, người phụ nữ sẽ chấp nhận lời xin lỗi? Đầu tiên là mình phải xét ở cái mức độ thành khẩn, đúng không? Thành khẩn trong cái lời xin lỗi bạn trai. Với lại thực ra tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải căn cứ vào cả một cái quá trình chung sống với nhau. Cái tình cảm được vun đắp cụ thể ở đây giữa hai nhân vật Tùng và Nguyệt. Còn nếu là tôi ý, thì như nào? Tôi không tư vấn. Tôi không đưa ra sự tư vấn. Đúng rồi, nó phải tùy tình huống đúng không? Mà bạn thì chưa có tình huống nào, thế nên là không thể tư vấn. Không phải bạn ơi, để tư vấn về chuyện tình cảm nó khó lắm đấy. Với cá nhân tôi là một người theo dõi bộ phim với cương vị là khán giả, thì tôi vẫn mong muốn rằng là nhân vật nào đi chăng nữa thì cũng sẽ tìm kiếm được hạnh phúc của riêng mình, sẽ giải thoát được những cái nỗi uẩn ức, cái sự tổn thương, để hưởng được một cái tình yêu thương và hạnh phúc trọn vẹn, vui vẻ, hạnh happy phúc. Ending, happy ending. Tại vì anh chị đã nhắc tới happy ending nên là em nghĩ là các quý vị khán giả mà thích xem những cái kết thúc có hậu á, thì không thể nào bỏ qua được bộ phim mà sẽ lên sóng ngay trong tối ngày hôm nay. Đó chính là bộ phim Gặp Em Ngày Nắng. Lựa chọn phát triển câu chuyện từ quan điểm khác biệt giữa hai thế hệ, người già và người trẻ. Gặp Em Ngày Nắng mang tới câu chuyện xoay quanh những khái niệm quen thuộc, gia đình, tình thân, đoàn viên, đêm giao thừa hay những giá trị cổ truyền của ngày Tết. Mình sẽ khởi hành đi từ ngày 24 đấy, đến ngày mùng 5 thì vợ chồng mình về. Bộ phim Gặp Em Ngày Nắng kể vào những số phận của con người đặt ở trong một không gian và thời gian cận Tết. Những người trẻ muốn ở lại thành phố để mà kiếm tiền, để mà chu cấp cho gia đình một cái Tết được ấm no đầy đủ. Song song lúc đấy là cũng có những cái số phận của những người có tuổi, con cái muốn đi du lịch. Và những cái người lớn tuổi đấy muốn ở nhà để được thắp hương ngày 30, ngày mùng 1 và hóa vàng để giữ lại cái truyền thống. Thì nó có những cái xung đột nhất định ở trong số phận. Đấy, quý vị có thể thấy được rằng nghe đến tên bộ phim Gặp Em Ngày Nắng thôi là đã thấy một cái không khí nó rất là vui vẻ, rất là ấm áp, đầy sắc xuân. Và theo chia sẻ của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu thì bộ phim thể hiện một cái bối cảnh chuẩn bị Tết. Xoay quanh cái câu chuyện chuẩn bị Tết thôi và những cái mọi diễn biến trong gia đình thôi thì nó cũng xảy ra rất là nhiều những cái sự éo le, những cái điều mà tranh cãi giữa các thế hệ với nhau. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là với sự xuất hiện của dàn diễn viên rất là tên tuổi và tài năng như thế này, cộng với kịch bản rất là hay, rất là cuốn hút để tái hiện lại những điều mà đã diễn ra trong cuộc sống, thì hy vọng là quý vị cũng sẽ cảm nhận được phần nào những thông điệp ý nghĩa mà bộ phim mang lại. Và cùng với bộ phim này thì quý vị sẽ có một cái không khí tinh thần đón Tết thật là vui quý vị nhé. Đừng quên đón xem bộ phim này ngay trên sóng của VTV tối ngày hôm nay. Tóm lại là qua những cái hình ảnh, những cái câu chuyện đầu tiên được bật mí trong đoạn trailer về bộ phim này, mình thấy ngay có một cái vấn đề ở đây. Đó là đừng hỏi khó nhau khi mà gặp nhau ngày Tết. Tại sao bố mẹ gặp con cái cứ hỏi là bao giờ mày lấy vợ lấy chồng, đúng không? Dẫn đến cái tình huống gian dối của cái cậu bạn kia. Và là kéo theo đó là cả một câu chuyện, cả một bộ phim. Hai bạn đúng không? Bây giờ mà về Tết gặp bố mẹ ông bà, mọi người hỏi tại sao giờ này vẫn chưa lấy chồng? Thì lúc đó chị em tôi sẽ nghiêm túc trả lời như sau. Đừng ai hỏi em chuyện lấy chồng, đừng ai hỏi em chưa lấy chồng,
Mùa xuân này em chưa lấy chồng. Chúng em vẫn chưa muốn lấy chồng. Thưa quý vị thân mến, nói tóm lại là đừng có ai hỏi cái chuyện chồng con gì hết. So với những người thân yêu trong gia đình của mình, có duyên là tự người ta sẽ giới thiệu thôi. Đó cũng là thông điệp khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị vừa theo dõi Lướt Trên VTV Go.